Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y&K Adventure. Hôm nay mình tiếp tục review sản phẩm mới cho mọi người xem. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y&K Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Đây là cái bộ mà lần trước mình có review cho mọi người xem. Thì cái link video á là mình sẽ để ở trên này nha, để cho mọi người theo dõi. Thì hôm nay cũng là một cái sản phẩm này, và cũng là cái dòng Extreme, là cái dòng của cái hãng Maxtrek, dòng mắc nhất trong cái bộ Recovery Trek. Nhưng một cái đặc biệt là cái màu của nó là khác với cái này. Màu này á là cái màu giống như cái màu Iconic của hãng. Nói về cái Maxtrek là nghĩ tới cái màu này liền. Còn cái màu này á là lúc trước khi mà mua cái bộ này là mình có ứng rồi, nhưng mà mình hiếm khi mình thấy ở ngoài đường, nhất là cái bộ Extreme này là hiếm khi mình thấy. Cái bộ mà MK2 á là mình có thấy cái màu đó rồi, nhưng mà cái dòng Extreme này á ở trên đường thì mình chưa thấy bao giờ. Hiếm, mình thì mình chưa thấy, cho nên là mình không dám là chọn cái màu này thay vì cái màu Iconic đó. Tại vì kiểu màu Iconic thì sai ai cũng biết, thì nó vẫn thích hết. Còn cái màu này á chỉ dành cho những người mà thực sự thích nó, rồi có một cái gì đó đặc biệt thì mới chọn cái màu này đó. Còn cái gì đặc biệt thì sau này nếu mà có duyên thì mình sẽ chia sẻ lại với mọi người tại sao mà mình chọn cái màu này nhá. Bây giờ mình sẽ đập hộp cho mọi người xem nhá. Hiếm khi có dịp mà đập hộp hai cái sản phẩm mới mà về đồ off-road cho mọi người xem như thế này. Cho nên mọi người nhớ ủng hộ để tương lai mình có thêm nhiều dịp nữa, để mình có thêm nhiều cơ hội nữa để mình review những cái sản phẩm khác là đọc nó lạ hơn cho mọi người xem nhá. Đấy, đây là bộ Maxtrek Extreme, dòng tốt nhất, mắc nhất đến từ cái hãng là Maxtrek này. Đó, thì cái màu này á, cho mọi người xem này. Đó, màu này á là màu nó gọi là desert tan, là giống như cái màu hoang mạc á. Đó, kiểu vậy. Đó, thì nó rất là đẹp. Thì cái màu này á, nếu mà gắn lên những cái xe mà có cái tông màu như thế này á, nó rất là nổi. Còn cái màu này á, những cái xe có tông màu này mà gắn cái màu đỏ vào á, nó nhìn nó chói lắm, nó không được đẹp về cái phần thẩm mỹ. Thì cái bộ này á là quá đẹp luôn. Về chất lượng á, bộ này với bộ kia là hoàn toàn như nhau. Quality control của nó rất là tốt, cho nên màu nào á thì nó cũng sẽ tốt như vậy thôi. Chỉ là cái taste của mọi người muốn chọn màu gì thôi. Bây giờ mình sẽ quay kỹ cho mọi người xem nhá. Cho mọi người xem kỹ này, cái màu này nếu mà bỏ đúng xe á là nó rất là hợp luôn, rất là đẹp này. Loại này là có gái nha, những cái gái này như lần trước mình nói á là nó có thay thế được đó, rất là tốt. Thì nếu đi cắm trại thì một lần nữa mình khuyên mọi người á là cố gắng sắm được cho mình ít nhất là một bộ, là hai cái này đó, để có thể mà tự cứu mọi người lúc mà bị mắc lầy khi đi cắm trại. Bây giờ mình đập hộp tiếp cái hộp thứ hai cho mọi người xem nhá. Thì trong này nó cũng sẽ y chang như vậy thôi, không có gì khác. Đó, nhìn rất là đà luôn. Hôm nay vì quay review cho mọi người xem, cho nên á mình là cất công vừa phải vác cái bộ màu này 4 cái, lại phải vác thêm cái bộ màu Iconic của nó nữa 4 cái nữa, là tổng cộng á là 8 cái, để đi quay cho mọi người xem cho nó đà, để giúp cho mọi người á là so sánh là cái nào mọi người sẽ muốn mua và cái nào không. Như những người á mà không có cái xe mà cùng màu như này á, mình nghĩ là tất cả mọi người sẽ chọn là cái màu Iconic của nó. Nhưng thật nổi, vì mình chưa được thấy cái màu này nữa ở ngoài nữa, cho nên là mình lại càng muốn làm video để cho mọi người xem, để cho mọi người có cái cách nhìn cận cảnh hơn giữa hai cái cùng một lúc, để mọi người đưa ra cái quyết định đúng đắn, khỏi phải đổi khi sau khi mua. Vì như vậy cho nên mọi người cố gắng là nhớ ủng hộ cho mình bằng cách là nhớ like, share, comment và chia sẻ cái video này cho tụi mình vậy nhá. Mình hết sức cảm ơn mọi người rất nhiều. Để hai bộ ở đây. Nhìn đá ha, cái này chất lên xe là đúng là đầm chất chơi luôn á. Mà giờ mọi người để ý nha, cái xe của mình là cái xe CRV đời cũ rồi. Một hồi sau cái chuyến đi review này á, mình để trên cái chân xe của mình á không phải 4 cái như người ta đi, người ta 2 cái thôi. Mình chơi chắc ăn, mình chơi 4 cái à. Sau đợt review này mình quất lên cái nóc xe của mình á là 8 cái. 8 cái vào bộ Extreme nha.
chưa từng có, chưa từng xảy ra. Ở trên xe, trên đường mình chưa từng thấy. Mình chưa từng thấy xe nào mà trên nóc xe có 8 cái. Bạn nào mà thấy thôi á, nhớ comment để lại cái ảnh cho mình để mình tham khảo với. Còn trên xe của mình á, là không phải xe chuyên đi off-road mà quất 8 cái này là đi ra freeway á. Đảm bảo mấy anh Tây anh sẽ cười. Và không biết thằng này là đi đâu đây mà chơi thử dữ quá đó. Nhưng mà như vậy rất là vui để quay cho mọi người xem mà. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy, mình quay cận cảnh hai cái bộ này cho mọi người xem một lần cuối trước khi kết thúc video. Trước tiên mình sẽ cho mọi người xem cận cảnh lại cái bộ màu cam nha. Đó, màu iconic của nó này. Nhìn mấy cái gai là quá mê luôn. Bản thân mình là mình vẫn thích màu này, tại nó nổi á, nhất là mấy cái xe đen á, để lên là thôi bao đẹp. Rồi còn bên này là cái bộ màu Desert Tan nhá, màu của hoang mạc đấy. Đó, nhìn nó bụi lắm cái màu này này, mà để lên cái chiếc mà 79 series á ở Úc. Đó, xe đấy ở Úc có, đặc biệt là chỉ ở Úc mới có dòng 79 series Toyota Land Cruiser V8 đấy. Mà cái màu này mà để lên xe đó với cái xe màu Sandy Turb là thôi bà chạy bò chét luôn. Đây thì như mọi người thấy cái màu này đẹp hay là cái màu này, hay là cái màu iconic này đẹp, thì mọi người nhớ thả bình luận ở phía dưới cho mình biết với nhá. Và cho những người khác đang có ý định mua cái bộ này, cái dòng sản phẩm này, sẽ có được những cái lựa chọn thích hợp. Tại vì cái hãng này, cái dòng mà Extreme này á, là nó cũng nhiều màu lắm. Nhưng mà mình thấy bản thân mình hay thích màu đen. Nhưng mà riêng với cái dòng sản phẩm này, có gái này á, cái màu đen nó lại không nổi, không đẹp. Tại vì cái gái của màu đen luôn là bị chìm, đó thì lãng phí. Nếu mọi người muốn xem nhiều review video á, thì mình có một cái playlist. Mọi người vào channel của mình á, xong rồi chọn mục playlist á, là mình sẽ tách riêng ra từng video vào trong từng cái playlist cho mọi người tiện theo dõi riêng biệt nhá. Và mình xin kết thúc video này ở đây. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video đập hộp và review cái màu này của tụi mình. Mình xin nhắc lại là cái dòng sản phẩm này là đến từ hãng Maxtrek. Màu này là màu Desert Tan. Và cái dòng Maxtrek này á, dòng Recovery Boat này á, dòng Extreme, dòng tốt nhất của cái hãng này nhá. Thì cái link của cái sản phẩm này á, của màu này và màu này, link sản phẩm này mình có để ở phía dưới cái thông tin của video á. Mọi người nhớ click vào đấy để xem thêm. Và nếu mà mọi người ai còn muốn mua sản phẩm này á, thì nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách là mua từ cái link đấy. Là cách đó là sẽ giúp cho cái kênh của tụi mình ngày càng phát triển hơn. Và mọi người mua từ cái link đấy á, thì cái giá nó cũng sẽ là như bình thường chứ không bị mắc hơn. Và nếu tương lai channel của mình có promotion gì về những cái sản phẩm này á, thì mình sẽ cho mọi người biết. Cho nên là mọi người cứ click vào cái link đó để ủng hộ tụi mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Và thêm một thứ nữa là những cái đồ hộp này khi mình mang vào rừng, mình đập hộp, mình review cho mọi người á, thì để cho cái khung cảnh xung quanh á, nó đẹp, nó thích hợp để làm cho cái video nó ấn tượng hơn. Nhưng khi review xong á, những cái hộp này mình sẽ mang về nhà để mình xử lý rác thải để vào thùng recycle, chứ mình không có để lại trong rừng để ảnh hưởng tới môi trường. Cho nên mọi người yên tâm nha, tụi mình đi cắm trại là luôn luôn tuân thủ theo những cái luật mà người ta đưa ra, không bao giờ làm gây ảnh hưởng tới môi trường. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.